Đây, em đang bàn giao giấy tờ nè, đăng kiểm của xe nè, rồi cài vẹt xe nè, biển xin biển tạm luôn. Đấy, bán về cho anh ở Yên Bái luôn nha, Nậm Lành, Văn Chấn, Yên Bái nè. Rồi, xe thì em đã tập kết về bãi rồi, nha, Innova G2011 nha. Rồi, Innova G2011 em đã tập kết bãi, tối nay là sẽ lên lòng. Đây, đèn xe lòng bên em vận chuyển ô tô Bắc Nam luôn, lên lòng đem về bên Mỹ Đình anh xuống nhận xe. Đây là bãi xe nè. Đó, đài xe này sẽ vận chuyển về cho khách hàng luôn nha, anh yên tâm luôn. Tối nay đúng 6 giờ xe xuất phát. Đây, quay đầu xe này. Đó, xe này là vận chuyển về Bắc hết luôn nha quý vị nha. Thì bên em có xe trung chuyển nè. Đó, xe trung chuyển này là đưa xe vào tận nhà cho quý cô bác và anh chị luôn. Những quý cô bác nào anh chị mà ở xa, dạng như đi lại khó khăn á, đi lại mùa dịch này khó khăn nè, thì bên em có xe vận chuyển về tới nhà cho quý cô bác và anh chị nè. Đó, đây là xe trung chuyển nè, xe vận chuyển Bắc Nam. Hai mẫu xe này em bán về một chiếc người, em bán một chiếc về Hà Nội nha. Đó, quý cô bác nào quan tâm mẫu xe nào thì cứ alo trực tiếp cho em Trường nha. Đây xe mới không quý vị ơi, khiếp quá.